đi theo cặp cặp vợ với nhà không rất là nhiều rồi đó, đi theo cặp cặp vợ như thế này nè, để chạy từ 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 đi theo cặp cặp vợ đó, có thể là cho nhà hay là ở vòng vòng khu vực nào không. Vâng, Duy Minh xin kính chào cô chú anh chị đã trở lại kênh thích Duy Minh nha. Hôm nay là cầu cổ chiên phố biến và gọn rồi. Thì một cô gái đã gieo mình ở dưới dòng sông này quý vị. Thì mọi thông tin thì mình sẽ chia sẻ cho tiếp một con xem nhé. Một con theo dõi. Đây có anh chậm sống ngớ rồi. Đây là cái dòng sông này nó rất là lớn quý cô chú, phải nói là khá là vất vả nha bà con. Dòng sông lớn ghê, quá lớn luôn bà con, khó mà tìm thấy nữa. Nước lớn là gió nữa. Cách nói hoài luôn nè. Giúp cho Thái lại nha, mạng nó bị mất kết nối hoài luôn á, giúp chị ơi. Dạ, hồi 8 giờ rưỡi ngày 11 á, tối thứ bảy á, thì bữa nay nữa, tối nay nữa là đúng 3 ngày 3 đêm á. Sông này lớn lắm luôn quý cô chú ơi. Sông ở đây thì nó không có chảy, tại sông lớn nên là nó không có chảy, nó chỉ bình thôi. Khác thì em sẽ không đi sâu, em sẽ cố gắng. Nếu mà quý bà quý anh chị dạ chào chị Trâm Nguyễn, nếu quý bà quý anh chị xem mà thương em ở ủng hộ em thì em sẽ làm không phụ lòng cho để mà quý bà quý anh chị đặt niềm tin vào em. Đầu chọc ơi, có người nhà theo khó tìm lắm em. Dạ, tại vì người nhà cũng nóng ruột đó chị Phan Bảo, cho nên là người nhà đi theo. Đây là chị ruột của chị Diễm, đang mặc áo phao đó quý bạn chị. Tỉnh Trà Vinh, một bên là tỉnh Bến Tre, thì đi ngang và vô tình thấy đông đông cuối cầu và xuống tìm hiểu nguyên nhân thì được nghe thông tin hôm qua sáng thứ bảy của chị. Tối thứ bảy có một cô gái 30 tuổi đã gieo mình ở dưới dòng sông này của anh chị. Thì em sẽ xin và hiện tại đang trên một chiếc ghe của anh chị để mà người nhà đi tìm. Hôm nay nữa là 2 ngày của anh chị. Đây là người nhà của chị, em cũng xin phép xin vô đây để gia đình là sáu anh chị em, là có chị Diễm này với lại người Úc là chưa gia đình ha.
À, chị Út là có gia đình rồi luôn mà chỉ có chị Diễm này là chưa có gia đình thôi. À. Ở đây gió nó hơi ồn nên là nghe nó hơi ồn. Tại cô chú anh chị, tại vì em ở trong đó gió thổi rất là mạnh và có một chiếc cái máy chạy tiếng hơi ồn, mong rằng cô chú anh chị thông cảm và cô chú anh chị xem hãy chia sẻ lên để mà trên Facebook hoặc là hội nhóm để có thể là những cô chú anh chị nào sống ở ven nước này có thể là thấy chị mà để mà báo lại gia đình hoặc là cơ quan ở đây để mà tìm đưa chị về nhà đó quý bà của chị. Và em cũng và một bạn đồng nghiệp em cũng đang có mặt để mà chia sẻ thì cũng mong quý ông bà của chị mình xem hãy chia sẻ giùm gia đình nào. Thì cô gái này là cô gái này mới có 31 tuổi thôi quý bà của chị. 31 tuổi thôi đã gieo mình ở dưới cái dòng sông này. Tối hôm thứ bảy hiện tại người nhà và đội cứu hộ cũng đang đi cơ quan và cũng đang đi tìm tích cực. Thì hiện tại cái dòng sông và cầu Cổ Chiên này của chị nước sông rất là lớn luôn. Xa xa đằng kia là cầu Cổ Chiên quý bà anh chị. Dạ Emily, cầu này có hương cứ bị nhảy hoài. Dạ đúng rồi. Thì em đi xuống Sóc Trăng để mà em quay hoàn cảnh thì đi ngang thì thấy trên đường và thấy người nhà đông quá thì xuống hỏi mới biết chuyện và em sẽ like lên cho cô anh chị. Thì mong cô chú anh chị xem hãy chia sẻ giùm để những người bà con sống ven sông và đi có thể thấy chị hôm nay nữa ngày thứ hai. Dạ chị chia sẻ. Giờ mà nhìn mà em thấy cái gì xa xa mà trắng trắng là phải là gác mình nhướng con mắt lên để dòm. Để nhiều khi mà mình đã chạy qua hút rồi thì nó kiếm không thấy thì nó buồn lắm. À, cái thằng miếng áo sọc đó là tập ngải đó anh chị. Cái tướng thằng đó là thằng tập ngải TV đó, xứng cái tướng như đó, thấy ghét. Một bên bờ của Bến Tre và một bên bờ của Trà Vinh á, đập cái sông á, nghe thuyền qua lại đó, cô chú anh chị mà để ý giùm em ha, có thấy thì cô chú anh chị liên hệ với cơ quan chức năng hoặc là báo lại với người nhà giúp em ha. Chị cho em hỏi một chút xíu với là em gái của chị là tên gì vậy chị? Chị là chị gái của em Diệp. Tên gì vậy chị? Chị thứ ba. Dạ là hiện tại là cái thông tin là có xác định chính xác là em chị nhảy ở đây chưa chị? Đây là người nhà nè, cái để giấy lại để xin lỗi cho chị mẹ. Là cái sự việc nó xảy ra vào lúc nào vậy chị? 8:35 tối ngày hôm qua. Tối ngày hôm qua tức là ngày 11 tháng 2 năm 2023. Chị có biết là bé nó có buồn cái gì không mà có nói gì chị không? Là Diễm làm ở đâu chị? Công ty Vina Trà Vinh. À Vina Trà Vinh. Ở Long Đức đó ha chị ha. Dạ. Là Diễm đang còn ở Trà Vinh luôn hả chị? Ở Diễm làm ở đâu đây? Ở Trà Vinh. Là mình gia đình mình xác định là Diễm đã nhảy ở đây và có để giấy lại, có giấy xin lỗi cha mẹ lại. Đây.
cho nên đó là chia sẻ với chị cả nhà nha. Thì ở đây là chú chị ở cặp hai bên bờ sông, một bên là Trà Vinh, một bên là Bến Tre đó. Tụi em cũng đang có mặt cùng gia đình nha cả nhà. Thì theo á thì nói chung gia đình để hỗ trợ cho cũng như đó phải là tiền, có thể là tiền được chị. Đó, thì hôm qua chiều tối đó là nghe đâu là chị dây mình xuống dòng sông như vậy đó cả nhà. Thì giờ hiện tại thì người nhà cũng đang có mặt trên ghe rất là đông cả nhà ha. À, đúng rồi cả nhà ơi, thì bây giờ hiện tại là chỉ có mới có khoảng 10 mấy tiếng rồi cả nhà. Thì chị lần mới là hôm qua đó, tối hôm qua. Thì hiện tại thì tụi em cũng đang đi gặp ở trên bờ ganh nè cả nhà. Thì gặp ở đây để coi có thể là trôi vào bờ hay không. Thì có thể là hỗ trợ được cho chị cái gì thì cái đó. Nói chung thì cũng là chị Diễm cả nhà ha. Thì hiện nay thì cũng là 34 tuổi rồi cả nhà. Đó. Thì bây giờ thì tụi em thì nói chung thì những anh em á thì cũng có mặt ở trên xe cùng với gia đình. Thì trước mặt màn hình của cô dì chú bác anh chị em thì hầu như là gia đình của chị Diễm đó cả nhà ha. Thì người ta cũng các anh chị thì cũng có mặt thì trong ngày hôm qua rồi. Thì chị nghe hôm qua thì tối cả nhà khoảng tầm khoảng 9 giờ mấy khoảng 10 giờ thì cũng có người là chứng kiến nha cả nhà. Cũng có người là chứng kiến là chị là gieo mình xuống dòng sông như vậy. Thì người ta lúc đó người ta cũng trình báo đến cơ quan chức năng đó cả nhà, trình báo đến địa phương rồi. Thì lúc đó cũng có những đội cứu hộ của những anh em, thì đội cứu hộ của khu vực thì người ta cũng đang thả đi tìm kiếm. Thì nói chung người ta cũng tìm kiếm trong ngày hôm qua, tối ngày hôm qua, nhưng mà tìm tới khoảng 11 giờ cả nhà. Thì quý vị thấy tín hiệu nghe có rõ không cả nhà, cho em một con số 1 đi cả nhà. Tôi cùng em đang theo thuê ghe để hỗ trợ cho gia đình đó. Thì mình tiếp tục ra cái nhà ha. Thì biết đâu á đi cặp bờ canh như thế này nè cả nhà, cũng thể là mình phát hiện được trôi dạt vào bờ thì sao, đúng không nhà. Thì cả nhà có xem thì nhớ cho một cái like, một cái chia sẻ để cho đông đảo của gì của bác anh chị em mình vào xem ha cả nhà ha. Để có thể là mình trực tiếp đây, tụi em thì cũng đang đi trên bờ bên đây ha cả nhà. Bờ ganh là đi cặp bên này nè cả nhà, để chia sẻ cho quý vị để em gần chút chút xíu ha cả nhà. Tụi em cũng đang đi cặp với gia đình đó cả nhà rất là nhiều ha. Đó là cái tụi em cũng đi cặp như thế này nè, để quay lại và thậm chí là chia sẻ đến cả nhà thấy, thậm chí là những người dân hàng xóm ở khu vực này có thể là người ta xem được cái đường ray này, rồi người ta biết được về cái vấn đề là chị gieo mình xuống dòng sông như vậy. Rồi khi mà phát hiện á có thể là báo đến cơ quan chức năng, hay là thậm chí là báo đến gia đình đó, để cho có thể là tìm được chị. Thì nghe thì cũng là chị Diễm ở cái nhà em, chị cũng là tên Diễm, hôm nay hiện tại thì cũng là 31 tuổi. Thì nói chung thì cái vụ việc của chị thì cũng đã có người xác nhận là thấy gieo mình xuống dòng sông ha cả nhà. Thấy cũng thấy là chị gieo mình xuống dòng sông như vậy ha cả nhà. Rồi khi mà người dân thấy thì bắt đầu thì cũng dắt xe chị về để xuống mà ở trạm thu phí á cả nhà. Đó, để đó rồi bắt đầu người ta mới mở ra những cốp xe ra, rồi cũng thấy được một cái bức thư là chị để lại đó cả nhà. Đó, thì mới biết là nói chung là cái bức thư chỉ là ghi là xin lỗi ba mẹ thôi. Nó thì hiện tại thì quý vị cũng thấy là tụi em cũng đang chạy cặp những cái bờ ranh như thế này ha cả nhà. Ở đây là cầu Cổ Chiên ha cả nhà ha. Đây là cầu Cổ Chiên ha. Thì Cổ Chiên cả nhà. Thì cái sự việc này thì nó xảy ra vào ngày hôm qua, nhất là ngày hôm qua ha cả nhà.
cô chú anh chị nào mà có đi ra cầu hoặc thì là khi mà xảy ra cái vấn đề thì chú anh chị lại đây, nhưng mà lại đây thì đội cứu hộ đó nha, đang tìm tiền trong ngày hôm qua luôn rồi, đó tìm ngày hôm qua mà tới khoảng tầm 12 giờ nhưng mà bên này cũng không thấy đó cả nhà. Rồi bắt đầu ta cũng về đó là uống bia rồi cả nhà. Nghe chị ấy, thì riêng mình cũng như vậy thì tầm khoảng 9-10 giờ đó cả nhà. Nhà hiện tại thì cũng hay là nhà thì cũng đang có mặt ở đây ha. À, thì trước mặt màn hình của cả nhà anh chị em thì đó thì để cho người nhà này nhóc rất là nhiều cả nhà nha. Đó thì cũng đi theo anh em cũng hỗ trợ, nói chung cũng thuê chiếc ghe nhỏ để có thể là mình đi hỗ trợ gia đình được cái gì được cả nhà. Dạ thì em cũng xin chào quý chú bác anh chị em đang xem cái đường like của em. Thì cả nhà có xem cũng nhớ cho em một cái like, một cái chia sẻ để rộng rãi quý vị chú bác anh chị em mình thấy dòng dòng khu vực các nhà để có thể mình thấy được cái đường like này. Rồi có thể là sớm tìm được chị Diễm tôi về gặp được á chị này cho dạng vào bờ, có thể là trình báo đến cơ quan chức năng, chỉ là trình báo đến người nhà và liên hệ đến người nhà, chỉ là đi chung ở đây đội cứu hộ để có thể là lại có thể đưa chị về. Thì nói chung cái sự việc thì quý vị cũng biết đã xảy ra rồi, thì không ai muốn cả nhà. Dạ rồi em xin chào Đức Thành Hữu Thị Đức Thành à. Dạ em xin chào tất cả mọi người. Thì nói chung á thì đội của em thì cũng có những anh em YouTube, 5-6 những anh em YouTube thì được cả nhà, cũng đi theo người nhà, cũng thêm chiếc ghe này, cái vỏ này ha. Đó thì hiện tại đây cũng là người nhà. Nói chung mình đi theo cặp cặp bờ với nhà rất là nhiều rồi. Đi theo cặp cặp bờ như thế này nè. Để chạy từ từ đi theo cặp cặp bờ đó, có thể là cho dạng hay là ở vòng vòng khu vực nữa không? Tại vì khi mà ngày hôm qua như vậy đó, thì mỗi nhà cũng đi cúng kiến rồi, thậm chí là thổ thầy đó cả nhà. Lúc đó là đang cho dạng về hướng này, để dù tụi em cũng đang di chuyển theo cái hướng như là thầy nói hay là. Em cũng chào anh Bùi Văn ha. Chị nha. Thì hôm nay đó chương trình cũng là ngày thứ hai đảo khắp những dòng sông này, đảo khắp những cái dòng sông này để quá nhiều video quá dài, Diễm Minh xin tạm kết thúc đây. Có thông tin gì về người cô gái thì Diễm Minh xin đăng cho quý vị xem nha. Chào tạm biệt bà con nha.